Bốn con giáp này, 4 năm tới tài lộc đại phát, tiền vàng đầy nhà, muốn nghèo cũng khó. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, thời gian trôi qua thật nhanh chóng và thoáng chốc đã bước đến những ngày cuối cùng của năm 2020. Tất cả mỗi chúng ta, ai cũng đều đang bận rộn với cuồng quay của cuộc sống và mong muốn tìm kiếm cho mình những vận may để đổi đời trong thời điểm cuối năm. Trong số 12 con giáp, mỗi người đều có một vận số khác nhau và tùy vào thời điểm khác nhau trong cuộc đời mà có thể gặp được phúc họa trời ban mà chúng ta không thể lường trước. Tuy nhiên, các bậc thầy phong thủy cho biết rằng, dựa vào việc phân tích khung mệnh cũng như là số tử vi của các con giáp trong vòng trường sinh, chúng ta có thể phần nào dự đoán về vận mệnh của các con giáp trong tương lai. Cụ thể, trong 4 năm tới đây, có 4 con giáp sẽ có số phú quý, một bên được thần tài nâng đỡ, một bên được quý nhân phù trợ vẹn cả đôi đường. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem chương trình ngày hôm nay để biết được 4 con giáp đó là con giáp nào, và liệu rằng mình có thuộc một trong 4 con giáp may mắn này hay không và có những vận may nào đến với 4 con giáp này trong thời điểm 4 năm sắp tới. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mù mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiện trên màn hình. Thứ nhất, người tuổi Mùi. Tử vi phương Đông còn nói rằng, dù bây giờ người tuổi Mùi đang trong hoàn cảnh thế nào, thì trong vòng 4 năm tới, bản mệnh vẫn sẽ đạt được vận trình ổn định, thậm chí càng ngày càng tăng tiến, nhất là về đường tài lộc. Người tuổi Mùi có sức chiến đấu vô cùng kiên cường, dù trong hoàn cảnh tệ hại thì bạn vẫn tìm được cách để thích nghi với hoàn cảnh và tìm được hướng đi mới cho chính mình, giữa cái khó ló cái khôn. Nhưng chú dê thường không mấy khi khoa trương, khoe khoang, thậm chí bạn dường như có thuật ẩn mình, khiến cho người khác chẳng mấy khi chú ý đến sự hiện diện của bạn. Có thể đôi khi điều đó khiến cho bạn cảm thấy cô đơn, lạc lõng, nhưng phần lớn thời gian bạn tận hưởng sự yên tĩnh mà không phải ai cũng có được. Cứ thế việc mình làm, những chú dê chẳng cần quan tâm nhiều đến thời cuộc, thế sự ngoài kia cũng hiếm khi bị ai làm phiền, gây khó dễ nên mọi chuyện cứ thế suôn sẻ thuận lợi, đúng như kế hoạch đề ra. Trong vòng 4 năm tới, bản mệnh sẽ có các tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh, bản mệnh làm gì cũng thuận lợi hơn, may mắn có được sẽ giúp bạn dễ dàng tiến đến với mục tiêu đã định. Không phải trải qua quá nhiều khó khăn trắc trở, bản chất hiền hòa, chân thành, bạn sẽ thu hút được thêm nhiều quý nhân tới trợ giúp mình. Nhân duyên tốt cũng sẽ mở rộng thêm các mối quan hệ, tạo thêm cơ hội cho con giáp này kiếm được nhiều tiền hơn, nhất là những bạn theo nghiệp kinh doanh, buôn bán. Ngoài ra, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hành thông, sự nghiệp tiến triển, thu hút tài lộc, thì người tuổi Mùi hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt, từ đó giúp cho công việc hành thông thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Phật pháp cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường các khí. Thứ hai, người tuổi Sửu. Có lẽ bạn không biết, tuổi Sửu chính là một trong những con giáp phát tài 4 năm tới nhờ việc tận dụng được lợi thế sẵn có của mình. Sắp tới sẽ có các tinh nhập mệnh, bản mệnh cũng dần thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh nên có thể dễ dàng cải thiện được vận mệnh của mình, nhất là về sự nghiệp, tài lộc. Những ngày khốn khó sẽ dần lùi xa, chỉ cần bản mệnh biết nắm bắt cơ hội thì có thể nói khoảng thời gian sắp tới sẽ là những ngày huy hoàng, rực rỡ trong cuộc đời. Tuổi Sửu chưa bao giờ thiếu năng lực trong công việc, khả năng làm việc còn luôn được cấp trên đánh giá cao. Thứ bạn thiếu có lẽ chỉ là cơ hội để bật lên, trở thành gương mặt sáng chói trong mắt của cấp trên để được giao thêm nhiều trọng trách quan trọng, đồng thời được cất nhắc lên vị trí xứng đáng với năng lực của mình.
bản tính trầm ổn, không nóng nảy, bục trộm mà vẫn giữ được sự bình tĩnh, sáng suốt, giúp bạn xử lý được nhiều vấn đề bất ngờ phát sinh. Những sự cố cần phải giải quyết nhanh nhất có thể để giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất. Đã làm việc gì là những chú trâu sẽ không thể cho người khác bới móc được sai sót của mình ở đó. Bạn có thể tiến chậm hơn so với những người khác, nhưng thực sự chắc chắn không dễ bị lật đổ. Trong thời gian sắp tới, có cơ hội để bản mệnh chuyển vận cho mình. Hiệu suất làm việc tăng cao đáng kể, khiến cho cấp trên dần chú ý và công nhận năng lực của bản mệnh. Cánh cửa cơ hội đã mở ra, tuổi Sửu muốn kiếm tiền thực sự dễ như trở bàn tay. Có quá nhiều cơ hội mà bạn có thể hoàn toàn nắm giữ và xử lý một cách nhanh chóng. Trong vòng 4 năm tới, điểm báo tử vi cho thấy thu nhập của bản mệnh sẽ tăng cao gấp bội, muốn nghèo cũng khó. Vậy nên người tuổi Sửu hãy cố gắng tận dụng cơ hội này, từ đó tạo ra bước đệm phát triển trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó, bản mệnh cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân, ganh ghét, luôn rình rập ở xung quanh bạn. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong thời điểm này. Thứ ba, người tuổi Thìn. Vốn sĩ thì tuổi Thìn đã là con giáp được thần tài che chở, bản mệnh luôn dễ dàng tìm thấy tài lộc xung quanh mình, hoạch tài nhiều vô kể, khiến bao người thầm ngưỡng mộ cùng ganh tị. Xem tử vi phương đông, trời sinh những chú rồng đã có tài vận hơn người, thật may mắn khi bản mệnh hiếm khi rơi vào cảnh tung thiếu tiền bạc, tiền cứ hết lại có, hết lại có. Song nếu bạn sinh đúng năm Thìn mà cho đến thời điểm này vẫn chưa thấy tài vận của mình cất cánh, thì có lẽ là do bạn chưa thực sự tập trung sức lực, trí lực vào công việc, cũng chưa dành thời gian để đầu tư cho sự nghiệp của mình. Nếu bạn làm được những điều đó thì chắc chắn là tài vận của bạn sẽ càng ngày càng tăng tiến, thu nhập cũng ổn định, có các khoản tiết kiệm đề phòng khi gặp bất trắc. Tử vi cũng cho thấy trong vòng 4 năm tới, đường tài lộc của bản mệnh sẽ thực sự có những bước chuyển mình mạnh mẽ theo hướng tích cực. Cả chính tài và thiên tài đều vây quanh, điều đó cho thấy thu nhập của bản mệnh sẽ đến từ nhiều nguồn, cả công việc chính cũng như nghề tay trái. Nguồn thu linh hoạt giúp bản mệnh có thể tự chủ được tài chính mà không bị phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất. Bản mệnh sẵn sàng để đối phó với những biến cố bất ngờ có thể xảy ra, có thể linh hoạt thay đổi cách thức kiếm tiền của mình. Không những vậy, bản mệnh còn có nguồn sinh lực dồi dào hiếm có, sức khỏe tốt là nguồn vốn đáng quý mà không phải ai cũng có được. Bản mệnh đã bắt đầu làm việc với tinh thần chỉn chu hết mình, hiệu quả làm việc càng ngày càng cao, cường độ làm việc gấp gáp cũng chẳng thể làm khó được bản mệnh. Bản mệnh biết cách để lên kế hoạch làm việc hợp lý, thu nhập tăng vèo vèo, tiền bạc luôn rủng rỉnh trong tay. Ngoài ra, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông và thuận lợi, thì bản mệnh hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, thân, tí, thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi được những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập xung quanh. Vòng có giúp bạn hóa giải những thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng sẽ giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Thứ tư, người tuổi Thân. Tử vi cho thấy tuổi Thân cũng nằm trong danh sách những con giáp phát tài 4 năm tới. Tài lộc vượng đến không đơn giản là nhờ may mắn. Bản mệnh cũng phải có nhiều cố gắng và nỗ lực. Bản mệnh vốn là người thông minh, lanh lợi, phàm là những chuyện cần tính toán đường xa, cần sự linh hoạt thích nghi với thời cuộc thì bản mệnh làm cực kỳ tốt, hiếm ai có thể vượt qua. Tài năng chẳng thiếu, chỉ là thời gian mấy năm trước, nhưng bạn sinh năm Khỉ luôn chịu sự kìm kẹp của thái tuế nên mới chẳng thể vượng phát, tài lộc khó bề, đạt được mong muốn. Cũng may là tình trạng đó không kéo dài quá lâu, sắp tới tuổi Thân sẽ được giải thoát khỏi vòng khống chế của hung tinh, lại gặp được nhiều các tinh tương trợ, nên vận trình cũng nhờ đó mà khởi sắc rực rỡ, công việc tiến triển tốt, con đường công danh sự nghiệp rộng mở, thênh thang, khả năng thăng tiến cũng cao hơn, chuyện tăng lương, tăng thưởng cũng không còn quá xa xôi với bản mệnh. Tài vận của tuổi Thân cũng được cải thiện rõ rệt, tiền bạc không cần phải tìm kiếm đâu xa, tài lộc không cầu cũng tự tới. Có thể nói tuổi Thân sẽ bước vào giai đoạn có thần tài ở bên hỗ trợ, tiền tiêu không hết, tiền kiếm cũng nhiều đếm không xuể. Trong vòng 4 năm tới, bản mệnh hoàn toàn có thể lắc mình trở thành đại gia với nguồn thu khổng lồ.
các vấn đề về tài chính được giải quyết triệt để, không còn nỗi lo lắng về tiền bạc thường trực. Vậy nên trong thời điểm này, bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, thân, tí, thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân, giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Đồng thời vòng sẽ giúp bạn xua đuổi những hung tinh, hóa giải những vận hạn, thị phi và những mâu thuẫn không đáng có. Cuối cùng là tăng cường mối quan hệ xung quanh bạn, trở nên tốt đẹp hơn. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo và thông tin nào từ kênh của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.